Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Hiện giờ là mình đang có mặt tại ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Hiện giờ mình đang đứng ngay một cái con hẻm có cái bảng để là di tích vụ thảm sát dòng sắn. Để mình quẹo vô đây mình coi trong đây có cái khu di tích thế nào để mình quay cho các bạn xem nha. Đường này là đường dòng sắn nha. Một con đường quê cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Này đúng chất đường quê luôn á. Ở trong thành phố làm gì có con đường đẹp kiểu này. Từ thành phố mình ra tới đây chắc khoảng 25 cây số các bạn. Đi hướng qua cầu Phú Mỹ quận 7. Giờ mình đi qua tới bên đây qua phà Cát Lái là tới địa phận bên đây là huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là chắc khu di tích đây. Cái này hồi xưa chắc thời chiến tranh chắc có vụ thảm sát khủng khiếp ở ngay cái ngôi làng này. Bây giờ người ta lập cái đền để mà tưởng nhớ tới những người bị thảm sát luôn. Công viên tưởng niệm dòng sắn. Để coi mình coi cái nội quy ghi gì đây. Giờ mở cửa 7 giờ 30 tới 11 giờ 30, chiều 14 giờ tới 16 giờ 30. Trang phục lịch sự, đảm bảo trật tự vệ sinh, thể hiện nếp sống văn hóa, không mang theo vũ khí, chất dễ gây cháy nổ, chất độc hại, không sờ vào hiện vật. Này người ta như đang trùng tu, đang xây dựng thêm. Ở đây ta đang trùng tu là hả chú? Dạ. À, cái nền nó bị quằn hả chú? Dạ. Cái nền này như cũng mới xây mà phải không? Do bị quằn mới sửa lại. Lâu à? Dạ. Này làm chắc qua Tết mới xong quá. Vậy là cái đền này là người ta lập lên để tưởng niệm cái vụ thảm sát hả chú? Thời chiến tranh. À, nghĩa là thảm sát bên kia. À. Dạ. À, bây giờ có cầu bắc qua bên kia. Vậy là bây giờ mình chạy xe qua bên kia được luôn hả chú? À. Dạ. Qua cầu bển được á, qua trong. Rồi, cảm ơn ha chú.
ở đây cũng thuộc là tỉnh Đồng Nai, nhưng mà khu bên đây là nó giống như là đồng bằng nha các bạn. Đồng Nai ở phía bên huyện Tân Phú hay là Định Quán đó, nó là đồi núi chập trùng luôn, còn bên đây là đất bằng nè, tại vì nó gần giáp biển nè. Ở địa phận đây là gần giáp bên Cần Giờ nha. Đây có ngôi chùa nè, Đại Lễ Du Lan Báo Hiếu, chùa Pháp Bảo. Ồ, đây có ngôi chùa quá đẹp luôn. Ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xin chào mọi người nha. Mình đang đi trên đường cái phát hiện ra một cái ngôi chùa này rất là đẹp luôn các bạn. Mình ghé vô mình quay lại cho các bạn xem nha. Chùa này là chùa Pháp Bảo Tự. Cái cảnh ở chùa có tiếng kinh, đọc kinh rồi nghe nó bình yên mà nó thanh tịnh ghê luôn á các bạn. Cái này là mình cũng có rành này, không biết hình như ông Thiện ông Nát gì đây. Không biết phải ông Thiện ông Ác không nữa. Còn bên đây là thấy có một cái ông thánh này, theo mình nghĩ thì chắc là ông Lý Tịnh quá, tay có cầm bảo tháp nè, chắc là Lý Tịnh quá. Cái chân đạp lên một con yêu quái này chắc thu phục được con yêu quái nè. Ngôi chùa rất là đẹp luôn các bạn. Để mình đi vô trong mình quay cho các bạn xem. Đây có một cái tượng Phật Như Lai. Tượng này cao chắc cũng cỡ 5-6 mét đó các bạn. Bên đây người ta làm giống như một cái hòn non bộ khổng lồ luôn. Trên cái hòn non bộ này quá nhiều tượng Phật luôn các bạn ơi. Này chắc là người ta gọi là mấy vị Bồ Tát quá. Mình không có rành bên Phật giáo nha, mình đạo Phật chứ mình không có rành. Không biết là Bồ Tát hay là mấy vị La Hán này cũng không biết nữa. Đây có mấy cái cây kiểng, cây bonsai quá đẹp luôn. Thank you.
Những ai mà có cái tánh hay sân si hung dữ là vô trong không gian này tự nhiên hiện lại liền. Nghe tiếng chuông chùa, nghe tiếng đọc kinh làm như người mình nó trở nên nó bình yên, mà nó lắng dịu xuống. Ở đây có mấy cái tượng Phật mình thấy lạ quá, mình cũng biết Phật này là mấy vị Phật gì đây. Hình như là đứng giữa này không phải Hồng Hài Nhi không ta? Còn mấy vị Phật xung quanh này không biết phải là... Người thì ôm cái đàn. Này như không phải Phật mà tiên hay sao đó ta? Này mình không có rành nha mọi người, ai mà có biết thì cứ bình luận vô cho mình biết, chứ mình như mù tịch luôn á. Mình chỉ là thấy cảnh chùa đẹp quá mình quay lại chia sẻ cho mọi người xem thôi, chứ có nói về am hiểu về Phật pháp này nọ là mình thôi mù luôn. Này quá trời tượng Phật luôn. Cái tượng Phật này không biết có phải là Phật Di Lạc không ta? Ông Phật ngồi mà cười cái bụng phệ. Này trong này là theo mình biết thì này là ông Tiêu. Này có một cái tượng Phật nằm. Tượng Phật này cũng to lớn ghê các bạn. Này mình nói chuyện nhỏ nhỏ ra như mấy thầy đang tụng kinh, làm ồn ào quá không nên. Không khí ở chùa này thấy yên tĩnh tôn nghiêm quá các bạn ơi. Nghe tiếng kinh đọc kinh nữa, rất là bình yên luôn. Rồi thôi giờ bắt đầu mình tiếp tục đi sâu vô trong kia nữa coi có gì nha. Nghe nãy nghe cái chú kia ông nói là vô sâu trong kia nữa gì. Nó còn mấy cái bia tưởng niệm đồ trong đó đó. Để mình vô đó mình coi thử nha. Cầu yếu nguy hiểm, cấm xe chở vật liệu xây dựng. Ủa, cầu này dốc cao ghê ta. Thiền viện Hương Nghiêm. Ủa, quá đẹp luôn. Công nhận mình lạc vô đây giống như lạc vô chốn bồng lai luôn các bạn. Đây có dòng sông rất là hiền hòa luôn nè. Ủa, sông ở đây còn sạch ghê luôn á. Tính ra đây nó cách thành phố cũng đâu bao xa đâu mà sao sông sạch ghê vậy ta. Này sông y như ở dưới quê luôn. Có hàng dừa nước nữa. Có chiếc vỏ lại chạy xé gió luôn. Chiếc vỏ lại này mà chịu chạy cũng cỡ 40-50 km/h các bạn. Chạy lẹ ghê luôn á.
đây cũng lại có một ngôi chùa nữa nè. Đây có một cái tượng Phật Quan Âm nè. Tượng này chỉ cao chắc cỡ 6-7 mét, 10 mét đó các bạn. Cao sừng sững luôn. Thiền Viện Trúc Lâm Hương Nghiêm. Đây có một cái tượng Phật Quan Âm nè. Tượng này chỉ cao chắc cỡ 6-7 mét, 10 mét đó các bạn. Cao sừng sững luôn. Nhìn cái nét mặt của Phật Quan Âm thấy đẹp mà từ bi quá các bạn ơi. Bên cạnh ngôi chùa có một cái dòng sông êm đềm. Đây đúng là như là ở vùng quê luôn, nghe tiếng gà gáy. Đây là có cái bia tưởng niệm nè. Bia tưởng niệm ngã ba sông Dòng Sắn. Nơi đây có 536 thường dân đã chết oan vào năm 1965. Có lẽ là hồi xưa bị thảm sát, thành ra có nhiều quan hồn dữ á, bởi khu này lập chùa quá trời chùa luôn. Này còn đi dài dài sâu vô trong kia nữa. Chùa nhiều lắm các bạn. Để bắt đầu mình đi tiếp tục nha. Đi vô sâu trong kia nữa coi có cảnh gì đẹp mình quay cho các bạn coi. Đây là có một cái cây cầu treo. Cầu treo này chỉ dành cho xe hai bánh thôi nha. Này là cấm xe 16 chỗ. Đây là có cái bảng là để kính mừng lễ phía Bồ Tát Quan Thế Âm, tôn thượng Quan Thế Âm. Đây có tượng Phật Bà Quan Âm. Có chiếc vỏ lãi nó chạy tới để mình quay các bạn coi nha. Ui, chiếc vỏ lãi này chạy xé nước luôn nha, tốc độ ghê luôn. Nhìn mấy cảnh này nhớ quê quá, quê mình ở dưới Trà Vinh nha các bạn. Nhỏ ở dưới quê mà mình đi lâu lâu mình đi xuống dưới đồng chơi á, thấy mà ghe người ta chạy ngang là chạy ra coi á. Tại vì hồi xưa mình ở dưới quê là ở trên đường, trên dòng, không phải là dưới sông. Thành ra gặp ghe khoái coi lắm. Rồi giờ tiếp tục lên đường chạy vô trong kia nữa. Đi ngồi đứt dép luôn nè các bạn. Này mua cái này cũng tới thời kỳ dữ á. YouTuber đâu mà mang dép rách luôn. Rồi bây giờ bắt đầu tiếp tục chạy sâu vô trong luôn nha. Này có cái tảng đá để hàng chữ theo kiểu mà thư pháp. Thiền Viện Hương Nghiêm. Đại lễ Du Lan Báo Hiếu. Công nhận ở trong này nó lạ lắm các bạn. Thay vì dù mình đi tới một cái ngôi chùa nào đó thì nó có cái khuôn viên vuông vức, thì chỉ trong lòng cái khuôn viên đó thôi. Còn cái này nó không phải là trong một cái khuôn viên mà nó chạy dài dài theo cái hẻm.
đi luôn nha, giống như một cái con hẻm mà thay vì nhà dân thì không phải nhà dân mà này con hẻm mà tất cả những nhà dân đó là chùa. Nó chạy xe luôn á, nãy giờ là mình đi qua coi như là tạm gọi là đi qua hai cái chùa nha. Bây giờ tới cái nữa nè, tới cái chùa nữa nè. Đúng rồi, cái chùa này lạ lùng mà đó giờ mình chưa từng gặp luôn á. Nãy giờ bên phải mình lại tiếp tục đi sâu vô nữa lại có chùa ở trong nữa. Cung nghinh chư tôn pháp giáo phẩm chư tôn đức tăng ni quan lâm, chào mừng quý quan khách và nam nữ phật tử. Thôi chắc mình tạm dừng clip tại đây các bạn ơi. Cái con đường dẫn vô trong khu vực mà cái gọi tạm gọi là làng chùa này nó còn sâu còn dài dữ lắm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 nha, phần 2 còn nhiều cảnh đẹp hơn nữa. Các bạn nhớ đón xem nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với để mình có động lực ra thêm nhiều clip mới nha các bạn. Rồi, bye bye các bạn, hẹn gặp lại ở clip sau. Chúc các bạn luôn vui vẻ và bình an nha. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.